Trong phần này chúng ta sẽ tạo ra một project mới, chúng ta sẽ đặt tên là Declaration và Assignment. Thì ở trong cái này chúng ta sẽ tạo ra một cái project, một class. Ví dụ chúng ta lấy tên nó là Fresher Academy. Package của nó là edu.fa, ví dụ như này. Thì ví dụ như là cái phương thức và cái attribute trong này chẳng hạn, bây giờ giả sử chúng ta sẽ có một cái private name chẳng hạn, string name, thì bởi vì nó chỉ chứa ký tự nên chỉ chứa các cái ký tự nên thành ra hoàn toàn được. Chúng ta thử thêm 1, 2, 3 chẳng hạn là thoải mái, dấu đô la và dấu gạch dưới là thoải mái. Tuy nhiên nếu mà chúng ta thêm một ký tự đặc biệt khác, ví dụ như thăng chẳng hạn, là nó sẽ báo lỗi là cái tên không được phép vào dấu thăng này. Chúng ta có thể có tên bắt đầu bằng một dấu đô la hoặc là một dấu gạch dưới đều được, nhưng mà nếu mà chúng ta thêm một chữ số vào đầu chẳng hạn thì ngay lập tức nó sẽ báo lỗi. Thì cái tên Java nó chỉ được phép là bắt đầu bằng chữ cái, dấu đô la và dấu gạch dưới, còn nếu bắt đầu bằng số là bị lỗi. Thì tương tự như thế thì tên phương thức cũng vậy. Thì ví dụ như train là được, nhưng mà nếu bây giờ sử như mình chúng ta thêm vào một cái dấu gạch dưới hay là dấu đô la chẳng hạn là nó không ảnh hưởng gì cả. Tuy nhiên nếu mà chúng ta thêm vào 123 chẳng hạn thì ngay lập tức nó báo lỗi. Thì đấy chính là những cái e-level name của trong Java và level name trong Java thì các bạn cần phải nhớ.